Cảm ơn và kính chào quý vị. Đã đến với những tin tức trên kênh YouTube chính thức của báo Nông nghiệp Việt Nam. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. 5 ngày sau trận động đất kinh hoàng, số người thiệt mạng và thông tin về những người mất tích không ngừng tăng lên theo từng ngày. Trong khi đó, cuộc sống của nhiều người may mắn hơn lại đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Trận động đất mạnh 7,5 độ Richter tấn công bán đảo Noto của Nhật Bản kéo theo 786 dư chấn có độ lớn khác nhau tại các khu vực trong và xung quanh bán đảo Noto, Ishikawa. Số người thiệt mạng do trận động đất kinh hoàng đã tăng lên 92 người, hơn 300 người khác bị thương và 242 người mất tích. Hàng ngàn ngôi nhà, tòa nhà lớn bị hư hỏng và phá hủy hoàn toàn. Các đội cứu hộ Nhật Bản tiếp tục tìm kiếm người sống sót và nỗ lực tiếp cận các cộng đồng bị cô lập khi mưa lớn đe dọa gây lở đất trên các sườn đồi không ổn định. Trong bối cảnh đó, thủ tướng Nhật Bản đã chỉ thị phải gấp rút xây dựng các nhà ở tạm thời và đảm bảo điều kiện cần thiết tại các điểm sơ tán, bảo đảm sức khỏe cho các nạn nhân của thiên tai. Khoảng thời gian 72 giờ quan trọng để tìm kiếm những người sống sót sau trận động đất đã kết thúc. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã tăng gấp đôi số binh sĩ tham gia cứu hộ. Theo báo cáo, nhiều người đang bị mắc kẹt ở dưới những ngôi nhà bị sập, chủ yếu ở các thị trấn Suzu và Wajima. Để chống chọi với những trận động đất mạnh thường xuyên xảy ra, nước này không xây dựng các công trình kiến trúc bằng gỗ. Hàng chục nghìn người dân vẫn không có điện và nước, trong khi hàng trăm người vẫn bị cô lập vì lở đất và đường xá bị hư hỏng. Thủ tướng Nhật Bản cũng cho rằng, mặc dù công tác cứu hộ sau trận động đất đã đạt được những thành công nhất định, tuy nhiên, chính quyền và người dân Nhật Bản sẽ nỗ lực đến cùng, không bỏ cuộc và hoạt động cứu hộ sẽ được thực hiện không để xảy ra thiếu sót tại thành phố wajima của nhật bản lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian để giải cứu những người vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau trận động đất ngày đầu năm mới thủ tướng nhật bản fumio kishida hôm qua cho biết nhiều người vẫn bị kẹt dưới các tòa nhà sập Ông nói thêm rằng khoảng 7.000 nhân viên cứu hộ hiện đang hoạt động trong vùng đồng đất hoặc trên đường đến đó. Khi giai đoạn 72 giờ đã trôi qua, các quan chức cấp cứu lo ngại tỷ lệ sống sót sẽ giảm xuống. Hy vọng tìm thấy người sống sót cạn dần sau 4 ngày đồng đất, với số người chết tăng lên 92 và hàng trăm người mất tích. Hàng nghìn nhân viên cứu hộ khắp Nhật Bản đang cố gắng tiếp cận hàng trăm người mắc kẹt ở khu vực động đất tại tỉnh Ishikawa, nơi dư chấn và đường xá sạt lở gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Chính quyền địa phương cho hay số người chết vì trận động đất 7,6 độ ngày đầu năm mới đã tăng lên 92, trong khi 242 người vẫn mất tích. Tại quận Ishikawa, bị động đất tàn phá, đường phố còn ngổn ngang những đám rối dây điện và tàn tích của một tòa nhà ám khói vì hỏa hoạn ở Quashima. Nhà chức trách cho biết hàng cứu trợ đã được đưa đến, nhưng nhiều người sơ tán nhìn chung vẫn bị cắt nguồn thực phẩm, nước, điện và thông tin liên lạc trong bối cảnh nhiệt độ đóng băng và thời tiết xấu. Hàng nghìn bữa ăn và nước uống được gửi đến nhưng không đủ cho 11.000 người sơ tán, hàng trăm người xếp hàng chờ mua thực phẩm. Như cô Yoko Kinoshita hiện đang trú tại một trung tâm sơ tán. Không có nước máy, không có nhà vệ sinh và chúng tôi không thể rửa tay. Có những đứa trẻ nhỏ ở trung tâm sơ tán và nỗi lo lớn nhất của tôi là chúng bị nhiễm COVID hoặc cúm, bệnh lây lan. Mức độ thiệt hại từ trận động đất và trận sóng thần do động đất gây ra vẫn chưa rõ ràng, hiện chưa thể tiếp cận được 30 ngôi làng, một số viện trợ đã được chuyển qua đường biển thay vì đường bộ, vì các quan chức cho biết nhiều con đường đã bị chặn. Tuy nhiên, thống đốc Ishikawa cho biết, các tàu lớn đã không thể cập cảng ở một số vịnh trên bán đảo Noto vì đáy biển trở nên gập ghềnh sau trận động đất. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu tại một cuộc họp báo chúng ta phải tiếp tục nỗ lực hết sức để cứu người, thậm chí sau mốc 72 giờ. Theo các chuyên gia, tỷ lệ sống sót của những người mắc kẹt sẽ giảm đáng kể sau 72 giờ tính từ thảm họa. Đến thời điểm hiện tại, 156 người đã được giải cứu nhưng ít nhất 179 người khác vẫn đang mất tích. 84 người được xác định đã thiệt mạng. Mức độ thiệt hại do trận động đất gây ra vẫn chưa rõ ràng, trong khi lực lượng cứu hộ đang cố gắng tiếp cận các khu vực cực bắc của bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa nơi có nhiều người thiệt mạng. Theo chính quyền tỉnh Ishikawa, vì nhiều tuyến đường bị cắt đứt nên lực lượng cứu hộ hiện chưa thể kết nối với khoảng 30 ngôi làng. Viện trợ vật chất đã được phân phối, nhưng một số người vẫn không thể tiếp cận nguồn điện, nước và thông tin liên lạc trong bối cảnh nhiệt độ thấp và thời tiết xấu. 3.000 suất ăn và 5.000 chai nước được giao đến Wajima nhưng không đủ cho 11.000 người đang phải sơ tán ở thành phố này. Thị trưởng Shigeru Sakaguchi cho biết, tại một cuộc họp. Ông nói, đầu tiên và quan trọng nhất là đường bộ, những con đường bị các đứt đang cản trở không chỉ nguồn cung cấp viện trợ, mà còn cản trở việc phục hồi điện, nước, tín hiệu di động và các cơ sở hạ tầng huyết mạch khác. Sunsaku Kohiri, một nhân viên y tế, nhận định, so với các thảm họa khác, tình hình đường xá dẫn đến Quajima rất tồi tệ. Tôi nghĩ những người sơ tán sẽ phải sống trong điều kiện thiếu thốn thêm một thời gian nữa. Ngoài ra, những tiện ích cơ bản khác như mạng Internet, vật tư y tế và nhà vệ sinh sạch cũng sẽ chưa thể được đáp ứng một cách đầy đủ. Chúng tôi không có nước, chúng tôi không thể rửa tay sau khi đi vệ sinh. Bà Yoko Kinoshita, 62 tuổi, nói khi xếp hàng cùng hàng trăm người sống sót khác để nhận thức ăn ở Quajima. Một trong những em bé ở trung tâm sơ tán mới được 3 tuần tuổi và có vẻ như cũng không có đủ nước hoặc rửa cho em bé chính phủ Nhật Bản cam kết sẽ chủ động cung cấp hàng viện trợ thay vì chờ đợi yêu cầu chính thức từ chính quyền địa phương. Tokyo cũng đã tăng gấp 5 lần số lượng nhân viên lực lượng phòng vệ, được giao nhiệm vụ cứu hộ, nâng tổng số lên khoảng 7.000 người. Một số loa hàng viện trợ đã được chuyển bằng đường biển thay vì đường bộ, với các tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển đã đến các cảng ở Quashima và Suzu Tuy nhiên, các tàu lớn hơn không thể cập cảng ở một số vịnh trên bán đảo Noto, vì đáy biển bị ảnh hưởng sau trận động đất. Tổng đốc Tsukikawa Hiroshi Hase cho biết, nhóm nghiên cứu gồm giáo sư Imamura Fumihiko thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Khoa học Thảm họa của Đại học Tohoku, nhóm đã sử dụng dữ liệu phay đất gãy vỏ trái đất trong trận động đất này của cơ quan thông tin địa lý Nhật Bản và cơ quan khảo sát địa chất Mỹ để thực hiện mô phỏng về cách sóng thần di chuyển. Nhóm ước tính rằng đợt sóng đầu tiên đã đến thành phố Suzu trong vòng khoảng một phút sau khi động đất xảy ra và tới thành phố Nanao sau khoảng hai phút. Hai thành phố này nằm trên bán đảo Noto. Nhóm nghiên cứu cho biết, sóng thần cũng được cho là đã đến thành phố Toyama gần bán đảo Noto trong vòng khoảng 5 phút sau khi động đất xảy ra. Mô phỏng cho thấy sóng thần lan đến phía Bắc và phía Tây Nhật Bản với nhiều đợt sóng thần tiếp tục tấn công bán đảo Noto trong nhiều giờ. Giáo sư Imamura nói rằng, sóng thần bắt nguồn từ ngoài khơi bờ biển Nhật Bản dễ bị ảnh hưởng bởi địa hình đáy biển do khu vực này nước nông. Ông cho biết, mọi người nên sơ tán ngay lập tức khỏi các khu vực ven biển trong trường hợp xảy ra chấn động lớn vì hoạt động địa chất vẫn đang diễn ra ở khu vực Noto. Hiện các nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người sống sót sau trận động đất. Tuy nhiên, những nỗ lực này bị cản trở do những chấn động liên tục xảy ra tại một số khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất, trong đó có cả khu vực Hokojiku và tỉnh Niigata, trời đang mưa. Giới chức thời tiết cảnh báo rằng mưa có thể làm tăng nguy cơ tiếp tục sạt lở đất và kêu gọi mọi người cảnh giác trước nguy cơ này. Lực lượng cứu hộ Nhật Bản đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót giữa lúc có cảnh báo lở đất và mưa lớn sau trận động đất mạnh khiến ít nhất 80 người thiệt mạng. Tất cả trường hợp thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,6 độ ở Nhật Bản đều được ghi nhận tại Ishikawa. Hơn 33.000 người phải sơ tán và khoảng 100.000 ngôi nhà không có nước sinh hoạt. Hàng ngàn nhân viên cứu hộ chạy đua với thời gian để giải cứu thêm nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát giữa nhiệt độ giá rét và mưa lớn. Tuy nhiên, các con đường bị hư hại và vị trí xa xôi của những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất đã gây thêm trở ngại cho nỗ lực cứu hộ. Hiện giới chức trách vẫn chưa thể đánh giá toàn diện mức độ thiệt hại và thương vong sau trận động đất cách đây 3 ngày. Gần 600 cân dư chấn tiếp tục xảy ra, làm dấy lên lo ngại về lỡ đất và thiệt hại thêm cho cơ sở hạ tầng. Trong khi đó, hoạt động cứu hộ càng trở nên khẩn cấp hơn khi Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, JMA đưa ra cảnh báo mưa lớn. Chính phủ cho biết hơn 31.800 người đã ở nơi trú ẩn. Truyền thông Nhật Bản đưa tin hàng chục ngàn ngôi nhà đã bị phá hủy. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo sẽ có mưa lớn kèm theo sấm sét ở khu vực Hokuriku đến hết chiều 4 tháng 1 giờ địa phương. Ở một số nơi, cấu trúc mặt đất không chắc chắn do ảnh hưởng từ động đất, thậm chí chỉ cần mưa nhỏ cũng có thể làm gia tăng nguy hiểm. Cảnh báo mưa lớn đã được ban bố tại thành phố Wajima, khu vực Siga và thị trấn Anamizu ở tỉnh Ishikawa, nơi xảy ra trận động đất hôm 1 tháng 1. Một vụ hỏa hoạn đã kéo dài 13 giờ tại một khu vực ẩm thực nổi tiếng của thành phố Kita Yusu, miền Tây Nhật Bản, nơi có nhiều quán bar và nhà hàng. Ngọn lửa được dập tắt vào rạng sáng 4 tháng 1, nhưng trước đó đã thiêu rụi nhiều tòa nhà. Theo đài NHK, đám cháy bùng phát vào lúc 15 giờ ngày 3 tháng 1 giờ địa phương, gần khu ẩm thực Torimachi, Dogai nhộn nhịp. Các quan chức sở cứu hỏa cho biết họ đã điều động hơn 30 xe cứu hỏa. Cảnh sát cho hay họ chưa nhận được báo cáo về thương vong. Trận động đất mạnh 7,6 độ ngày đầu năm làm rung chuyển tỉnh Ishikawa và vùng lân cận tỉnh tây này đã khiến ít nhất 78 người thiệt mạng. Theo giới chức Nhật Bản, số người tử vong có thể còn tăng cao hơn nữa trong khi lực lượng cứu hộ phải vật lộn với các cơn dư chấn và thời tiết xấu để ra soát từng đống đổ nát. Trong số những người thiệt mạng, 39 người ở thành phố Kwajima, 23 người ở thành phố Suzu và những nạn nhân khác ở năm thành phố lân cận. Danh sách những người mất tích cũng tăng từ 15 lên hơn 50 người. Trong vài ngày qua, gần 600 trận động đất đã tấn công miền Trung Nhật Bản, làm dấy lên lo ngại về sạt lở đất và thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng. Phát biểu trong cuộc họp báo sau hội nghị ứng phó thảm họa quốc gia, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết, chính phủ Nhật Bản đã mở một tuyến đường biển để tiếp tế viện trợ và cử một số xe tải cỡ lớn để đến các vùng xa xôi tại thị trấn Anamizu, tỉnh Ishikawa, cách tâm chấn vụ động đất khoảng 42 km, nhiều ô tô bị nghiền nát trong khi các tòa nhà cao tầng đổ sập. Hàng nghìn binh sĩ, lính cứu hỏa và cảnh sát từ khắp Nhật Bản tìm kiếm trong đống đổ nát của những ngôi nhà gỗ bị sập và các tòa nhà thương mại bị đổ để tìm dấu hiệu của những người còn sống. Các chuyên gia cho biết 72 giờ đầu tiên đặc biệt quan trọng trong công tác cứu hộ bởi khả năng sống sót sau đó trở đi sẽ giảm mạnh đã hơn 40 giờ trôi qua, đây là cuộc chạy đua với thời gian và tôi cảm thấy chúng ta đang ở thời điểm thèn chốt. Chúng tôi nhận được thông tin rằng vẫn còn rất nhiều người đang chờ được giải cứu bên dưới những tòa nhà bị sập. Ông Kishida cho biết, ngoài lính cứu hỏa, các quân nhân và chó nghiệp vụ cũng được huy động để tìm kiếm những người mất tích, trong khi đó dự báo thời tiết, cảnh báo sẽ có mưa lớn ở Ishikada. Đêm qua, nhiệt độ cũng giảm xuống chỉ còn khoảng 4 độ C. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo mưa lớn diễn ra đến hết ngày 4 tháng 1 tại Ishikawa. Do vậy, có nguy cơ cao xảy ra lở đất tại đây. Cơ quan này duy trì cảnh báo sạt lở đất tại tỉnh, đồng thời khuyến cáo người dân cẩn trọng đề phòng. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết Nhật Bản đối mặt với tình huống rất khó khăn, song nhấn mạnh cần nỗ lực để giải cứu người còn sống. Từ quan điểm bảo vệ sinh mạng, tôi yêu cầu lực lượng chức năng nỗ lực hết sức để giải cứu càng nhiều sinh mạng càng tốt trước tối nay. Khi 72 giờ quan trọng của thảm họa trôi qua, ông Kishida Fumio cho hay. Vẫn còn những nơi ở vùng tâm chấn bị động đất cô lập, vẫn còn những người đang rất khó khăn, thiếu nước, thiếu lương thực. Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực thực hiện công tác cứu hộ và cứu trợ trong thời gian nhanh nhất. Cùng với chính phủ và những người bạn Nhật Bản, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và những người Việt Nam đang sống tại Nhật Bản với tinh thần, tương thân tương ái, đang chung tay giúp đỡ những người đang gặp khó khăn ở vùng động đất Chính trong những thời điểm này, hai tiếng đồng bào càng trở nên thiêng liêng và ấm áp. Anh Nguyễn Chí Thành Được, một người Việt Nam sống tại tỉnh Fukui, đã đến thành phố Nanao, khu vực tâm chấn ở tỉnh Ishikawa để hỗ trợ đồng bào. Là một trong những đoàn Việt Nam đầu tiên đi đến khu vực bị thiệt hại nặng, anh Được chia sẻ, đường đi vẫn rất khó khăn do nhiều tuyến đường bị sụt lở. Trong lúc lái xe đến Nanao, dư chấn vẫn xảy ra, có lúc độ lớn lên tới 5 có những khu vực gần như bị cô lập, xe ô tô không thể vào được mà phải đi bộ vào. Những hàng hóa hỗ trợ mà nhóm anh được mang theo khá nặng và cồng kềnh, gồm nước, cơm ăn liền, mì tôm. Một trong những nhóm đầu tiên nhận được hỗ trợ từ nhóm Anh Được sống trên vùng núi. Mặc dù đây là điểm an toàn để phòng tránh sóng thần, song là rất khó khăn nhận được đồ cứu trợ của chính quyền vì cách xa khu dân cư và đường xá bị hư hại. Các lao động Việt Nam cho biết, đây là tình hình chung của những người ở khu vực này, kể cả những người Nhật Bản. Ngoài ra còn một nhóm 19 bạn nữ sống ở Wakura Onsen bị cô lập do tuyến đường bộ dẫn đến đây bị đứt đôi. Cũng như những nơi khác sau động đất, nhu cầu cấp thiết nhất của người Việt là nước, vì nguồn nước bị mất. Không có một cửa hàng siêu thị nào gần đó hoạt động trong hoàn cảnh hiện nay. Đừng vào nơi các em sống bị hỏng nặng hoặc nơi các em sống xa khu vực đông dân cư cùng với tinh thần tương trợ cộng đồng, anh Nguyễn Tuấn Ngọc sống tại tỉnh Phú Cui đã chuẩn bị sẵn sàng nước và lương thực để xuất phát đến khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi động đất. Với số lượng quà đã được chuẩn bị, anh dự kiến sẽ hỗ trợ được khoảng 100 người. Những lao động Việt Nam tại đây cho biết họ ý thức được tình thế khó khăn mà chính quyền địa phương đang đối mặt nên cố gắng tự lực. Mọi người tập hợp thành nhóm để hỗ trợ nhau trong lúc khan hiếm nước sinh hoạt. Tranh thủ trời mưa, các em huy động chén bát đặt dưới các ống thoát nước từ trên mái nhà để hứng nước mưa sử dụng trong lúc chờ đợi sự hỗ trợ của chính quyền và các nhóm tình nguyện. Anh Ngô Tùng, một thực tập sinh Việt Nam tại thành phố Kanazawa, tỉnh Ishikawa, đã cùng hai người bạn đã đến hỗ trợ những người Việt tại thành phố Nanao, tâm chấn của trận động đất. Anh cho biết, mặc dù Kanazawa chỉ cách Nanao chưa đến 70 km song anh và hai người bạn phải lái xe vài tiếng đồng hồ do đường xá bị hư hại khá nhiều. Nhóm của anh đã hỗ trợ được 6 người Việt ở Nà chủ yếu là hỗ trợ nước phục vụ ăn uống vì đây là nhu cầu cấp thiết nhất vào thời điểm hiện nay. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio phát biểu sau cuộc họp lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp, đã hơn 40 giờ trôi qua kể từ lúc xảy ra thảm họa, chúng tôi nhận được rất nhiều thông tin về người dân cần được cứu hộ và những người đang chờ được hỗ trợ. Ông cho biết thêm, Số lượng binh sĩ được cử đến khu vực này đã tăng gấp đôi và nhiều chó cứu hộ đã được triển khai. Trên khắp tỉnh Ishikawa, ở đảo chính Honsu, còi báo động vang lên khi các phương tiện cấp cứu cố gắng di chuyển trên những con đường bị chặn bởi đá và cây đổ. Bán đảo Noto bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất. Trong đó, thành phố Wajima và Suzu giống như vùng chiến sự với những con đường đầy bùn, những ngôi nhà bị sang phẳng và thuyền bị chìm. Chính quyền khu vực xác nhận 73 người đã tử vong, trong trận động đất và gần 400 người bị thương, nhưng số người thiệt mạng dự kiến sẽ tăng. Thị trưởng thành phố Masuhiro Izumiza cho biết hầu như không còn ngôi nhà nào còn tồn tại tại một thị trấn ở Suzu. Hơn 33.400 người đang cư trú tại cơ sở trú ẩn và ít nhất 200 tòa nhà đã bị sập do động đất. Cơ quan tiện ích địa phương cho biết khoảng 30.000 hộ gia đình vẫn không có điện ở tỉnh Ishikawa và hơn 110.000 hộ không có nước sinh hoạt. Chính quyền khu vực xác nhận, rất nhiều thực phẩm và nguồn cung cấp khẩn cấp đã được chuyển đến khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất. Nhưng việc giao hàng đến người dân đang bị cản trở do điều kiện đường xá. Hiện chính quyền Nhật Bản đang gấp rút viện trợ cho những người sống sót phải đối mặt với nhiệt độ đóng băng và dự báo sẽ có mưa lớn vào cuối ngày. Giới chức Nhật Bản đã xác nhận 73 người tử vong khiến trận động đất này trở thành trận động đất nguy hiểm nhất ở Nhật Bản kể từ ít nhất là năm 2016 trận động đất mạnh 7,6 độ đã tấn công bán đảo Noto vào chiều ngày 1 tháng 1 theo giờ địa phương, sang bằng nhà cửa và cắt đứt nguồn viện trợ cho các khu vực vùng sâu, vùng xa. Dự báo sẽ có mưa lớn ở các khu vực bị động đất, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra lở đất, có thể cản trở thêm nỗ lực giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Đường xá bị cắt đứt, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng và vị trí xa xôi của những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, khiến nỗ lực cứu hộ trở nên phức tạp toàn bộ mức độ thiệt hại và thương vong vẫn chưa rõ ràng hai ngày sau trận động đất. Nhật Bản đang hứng chịu hàng trăm trận động đất mỗi năm và hầu hết không gây thiệt hại gì với các quy định xây dựng nghiêm ngặt được áp dụng trong hơn 4 thập kỷ ở nước này. Các trận động đất đã tấn công vùng Noto với cường độ và tần suất ngày càng tăng trong 5 năm qua. Những trận động đất nhỏ hơn tiếp tục tấn công bán đảo Noto. Trận động đất mạnh được cơ quan thời tiết Nhật Bản đo ở mức 7,6 độ, là một trong hơn 400 trận động đất làm trung chuyển khu vực này tình hình này. Chấn động chính đã gây ra những đợt sóng cao ít nhất 1,2 mét ở thành phố Quashima và một loạt đợt sóng nhỏ hơn được báo cáo ở những nơi khác. Thiệt hại nhỏ đã được báo cáo tại một số nhà máy điện hạt nhân dọc theo bờ biển Nhật Bản sau trận động đất và dư chấn hôm 1 tháng 1, bao gồm rò rỉ nước dùng để làm mát nhiên liệu hạt nhân và việc cắt điện một phần tại một nhà máy. Nhật Bản chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề bởi trận động đất mạnh chính độ dưới đáy biển vào năm 2011, gây ra sóng thần khiến khoảng 18.500 người thiệt mạng hoặc mất tích, làm ngập nhà máy nguyên tử Fukushima dẫn đến một trong những thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới. Số người chết vì trận động đất lớn tấn công Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã tăng lên 64 người. Được biết, trận động đất 7,5 độ Richter tấn công và bán đảo Noto tại Nhật Bản đã kéo theo sóng thần sang bằng nhiều nhà cửa và phong tỏa các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi phá hủy đường xá cũng như các phương tiện liên lạc. Trận động đất xảy ra tại Nhật Bản không chỉ gây thương vong nặng nề mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của những người sống sót. Ngay sau khi động đất xảy ra, chính phủ Nhật Bản đã lập tức gấp rút triển khai công tác cứu hộ và viện trợ cho những người sống sót. Tuy nhiên, đường xá bị cắt đứt, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng và vị trí xa xôi của những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất khiến nỗ lực cứu hộ trở nên phức tạp. Bên cạnh đó, những người sinh sống tại khu vực gần tâm chấn cũng phải đối diện với nhiều khó khăn khi các vật phẩm thiết yếu đang cạn dần, phải tạm sinh sống trong điều kiện thiếu thốn vào thời điểm thời tiết mưa lạnh. Shigeru Sakuguchi, thị trưởng thành phố Quatrima, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất do động đất cho biết ông rất biết ơn những nỗ lực của chính phủ, nhưng cho đến nay khu vực này mới chỉ nhận được 2.000 bữa ăn, dù có tới 10.000 người sơ tán. Một số người rất lạnh vì có những khu vực không có điện và do đó không được sưởi ấm, ông nói. Đồng thời cho biết một số khu vực bên ngoài trung tâm thành phố chỉ có thể được tiếp cận bằng trực thăng. Mitsuru Kida, 74 tuổi, một người sống sót sau trận động đất ở thành phố Kawashima, lo ngại rằng việc trở lại cuộc sống bình thường sẽ là một quá trình tốn nhiều thời gian. Ở trong trung tâm sơ tán tạm thời, Mitsuru Kida cho hay điều kiện đường xá thật tồi tệ, đây là lần đầu tiên đường xá bị hư hỏng nặng nề như vậy. Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người vẫn chưa lấy lại được năng lượng để có thể vực dậy vào lúc này. Theo tỉnh Ishikawa, đã có hơn 33.000 người phải sơ tán khỏi nhà vào một số khu vực không có nước, điện và tín hiệu không ổn định. Thị trưởng của các thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất yêu cầu chính phủ nhanh chóng dọn đường và cung cấp viện trợ tại cuộc họp thảm họa khẩn cấp khu vực được tổ chức vào sáng ngày 3 tháng 1. Masuhiro Izumiza, thị trưởng thị trấn Suzu, nơi có khoảng 13.000 người dân sinh sống, cho biết ngay cả những người thoát chết trong gan tất cũng không thể sống sót nếu không có thức ăn và nước uống. Chúng tôi chưa nhận được một ổ bánh mì nào. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, tại cuộc họp báo được tổ chức sau cuộc họp ứng phó thảm họa quốc gia, đã hơn 40 giờ kể từ trận động đất đầu tiên. Đây là cuộc chiến chống lại thời gian. Và tôi tin rằng bây giờ là thời điểm quan trọng trong trận chiến đó. Ông Kishida cho biết, chính phủ đã cấp rút mở một tuyến đường biển để cung cấp viện trợ và một số xe tải lớn hơn, hiện có thể đến được một số khu vực xa xôi hơn. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, một trận động đất mới mạnh 5,5 độ Richter xảy ra ở khu vực bán đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa vào lúc khoảng 11 giờ địa phương sáng nay. Tâm chấn ở độ sâu khoảng 10 km và dự kiến sẽ không gây ra sóng thần. Cùng thời điểm, động đất đo được ở thành phố Wajima là cấp 5 và các thành phố khác trực thuộc tỉnh Ishikawa gồm Nanao, Nakanoto, Anamizu và Noto là cấp 4 trên thang cường độ địa chấn 7 cấp của Nhật Bản. Cường độ 5,5 trong thang Shindo của JMA là cấp độ nhỏ hơn so với trận động đất ngày 1 tháng 1 vốn được ghi nhận ở cấp 7 theo thang Shindo và 7,6 độ theo thang Richter. Với cường độ 5,5, trận động đất này đủ làm rung chuyển mạnh làm đổ vỡ nhiều đồ gia dụng bao gồm các vật nặng như tủ kệ trong nhà. Cơ quan khí tượng không đề cập liệu có tổn thất về người và của trong sự cố mới hay không, trong khi đó các quan chức thống kê ít nhất 64 người đã thiệt mạng vì trận động đất chiều ngày 1 tháng 1. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo về khả năng xảy ra lở đất tại tỉnh Ishikawa do mưa dự báo kéo dài tới ngày 4 tháng 1. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản SDF dự kiến sẽ sử dụng trực thăng để vận chuyển hàng tiếp tế đến những nơi bị cô lập. Nhà chức trách vẫn đang gấp rút thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả tại tỉnh Ishikawa, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai. Tính đến sáng ngày 3 tháng 1, một số ngôi làng vẫn bị cô lập và hàng chục nghìn người vẫn trong tình trạng bị cắt điện do động đất đã phá hủy cơ sở hạ tầng và gây thảm họa thiêu rụi nhiều công trình. Chính quyền địa phương đã đề nghị chính quyền trung ương cử thêm nhân viên SDF hỗ trợ thực hiện sứ mệnh cứu trợ. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết chính phủ đã quyết định tăng gấp đôi số thành viên SDF tới khu vực động đất, từ mức 1.000 người hiện nay lên 2.000 người. Nhà chức trách đang chạy đua với thời gian để giải cứu các nạn nhân động đất sau khi nhận được thông tin về một số người bị trôn sống hoặc mắc kẹt dưới những ngôi nhà bị sập ở tỉnh Ishikawa theo đánh giá từ hội đồng các chuyên gia của chính phủ Nhật Bản, vết đứt gãy địa chất do trận động đất này gây ra có thể kéo dài khoảng 150 km dưới bán đảo Noto và các hoạt động địa chấn liên quan có thể sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian này. Dự kiến số người thiệt mạng do động đất sẽ tiếp tục tăng do nhiều người có khả năng còn mắc kẹt trong hàng nghìn ngôi nhà bị đổ sập. Trận động đất mạnh 7,6 độ Richter cùng hơn 200 dư chấn tiếp đó đã gây thiệt hại lớn về cấu trúc đô thị tại tỉnh Ishikawa và nhiều khu vực lân cận. Các nỗ lực cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành nhưng gặp không ít khó khăn do tình trạng đổ nát tại hiện trường cũng như nhiều tuyến đường bị phong tỏa dẫn đến khó tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản dự kiến sử dụng trực thăng để vận chuyển hàng tiếp tế đến các khu vực bị cô lập. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẵn sàng cung cấp cho Nhật Bản bất kỳ sự hỗ trợ cần thiết nào. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng khẳng định tinh thần đoàn kết với Nhật Bản và đề nghị hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả. Thủ tướng Anh cho biết, nước này sẵn sàng hỗ trợ Nhật Bản và luôn theo dõi sát sao tình hình. Tổng thống Hàn Quốc đã bày tỏ đau buồn đối với các nạn nhân và gia đình nạn nhân sau trận động đất và mong muốn hỗ trợ Nhật Bản khắc phục hậu quả do trận động đất gây ra. Tổng thống Philippines cho biết, nước này sẵn sàng hỗ trợ Nhật Bản khắc phục hậu quả của trận động đất và khẳng định sự đoàn kết với Nhật Bản trước những thách thức chung mà các nước thuộc vành đai lửa Thái Bình Dương phải đối mặt. Lãnh đạo các nước châu Á cùng nhiều nước khác ở khu vực Bắc Mỹ và châu Âu đã đề nghị hỗ trợ Nhật Bản trong công tác xử lý hậu quả sau trận động đất xảy ra hôm 1 tháng 1. Hứng chịu 155 trận động đất trên toàn quốc, chủ yếu ở khu vực miền Tây, trong đó mạnh nhất là trận 7,6 độ Richter ở tỉnh Ishikawa. Trong khi cơ quan khí tượng Nhật Bản và các chuyên gia toàn cầu vẫn đang phân tích dữ liệu, thì một số cư dân mạng đã đăng tải các đoạn clip ghi lại các hiện tượng lạ xảy ra ngay trước trận động đất. Từ đoạn clip được một cư dân mạng Nhật Bản đăng tải trên Twitter X, có thể thấy một luồng sáng trắng xuyên qua bầu trời với tốc độ rất nhanh, thậm chí một cư dân mạng khác còn chụp được ảnh hai vật thể nghi là thiên thạch lần lượt bay ngang qua bầu trời. Ngoài ra, nhiều người còn chứng kiến cảnh tượng hiếm hoi khi hàng nghìn con chim tụ tập trên bầu trời và bay đi tập thể như những đợt sóng. Điều này một lần nữa làm dấy lên cuộc tranh luận rằng động vật có thể dự đoán được động đất hoặc những thảm họa thiên nhiên lớn. Bên cạnh đó, trận động đất này diễn ra đúng ngày đầu năm mới, khiến nhiều người nhớ đến lời tiên tri của bà Vanga, một nhà tiên tri mù người Bulgaria nổi tiếng với những lời tiên tri chính xác về nhiều sự kiện lớn trên thế giới. Theo lời tiên tri của bà Vanga, năm 2024 sẽ là một năm đầy biến động với nhiều thảm họa thiên nhiên xảy ra và gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, trong đó có một trận động đất lớn ở khu vực vành đai Thái Bình Dương. Có thể thấy, lời tiên tri của bà Vanga đã ứng nghiệm ngay trong ngày đầu năm 2024, bởi Nhật Bản là một trong số những quốc gia nằm trong khu vực vành đai Thái Bình Dương. Việc lời tiên tri của bà Vanga ứng nghiệm một lần nữa đã khiến nhiều người lo ngại về những thảm họa thiên nhiên có thể xảy ra trong tương lai. Hiện các cơ quan liên quan của Nhật Bản chưa phản hồi về vấn đề này.